Trinh xin mến chào cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh Tú Trinh Vlog. Cho Trinh mến chúc cả nhà lúc nào cũng luôn vui vẻ và luôn bình an trong cuộc sống. Hôm nay thì Trinh với anh Tú được một người chị cũng như một người bạn làm trong công ty. Ở nhà chị có đốn ghi cây xài, cái nhà xài gấp này rẻ nên là em chồng chị có đốn xài bỏ, nên là bạn đó cũng hỏi xin cho Trinh củi. Tại lúc trước thì cũng biết là Trinh có xin củi đó cả nhà, nên là chị mới hỏi cho anh Tú. Đây thì ba cha con đang chờ đợi. Chào mà cô chú. Hôm nay thì hai chồng Trinh dắt hai bé theo, tại vì hai bé nay chủ nhật nên được nghỉ, nên muốn theo cha với mẹ để đi chặt củi. Củi thì nhiều lắm, mênh mông luôn cả nhà. Hôm nay Tú đốn củi nhiều. Hôm nay thì hai chồng Trinh rất là vui mừng luôn. Tại vì hôm bữa là củi Trinh với Tú là chừng thước mấy ha anh ha. Còn này nếu mà Trinh với Tú mà chịu chặt hết là nhiều lắm cả nhà. Giờ thì hai chồng Trinh sẽ làm việc. Củi này người ta lấy cái thân này cô chú anh chị, người ta bán rồi. Còn mấy cái nhánh thì hai chồng Tú thì đem về chậm. Nói chung là Trinh với Tú thì ai cho củi gì, củi này cũng mừng lắm anh ha. Nói chung là ai cho Tú củi gì thì Tú chậm củi đó. Hôm nay thì Trinh với Tú quay cho cả nhà chỉ góp củi thôi, chứ mà chặt nó lâu lắm nha. Này hai chồng nay góp thôi, bữa sau chặt nó cho quay cho Tú chị xem. Hôm nay hai chồng của Trinh được món quà lớn luôn cả nhà. Món quà lớn là 3 lít củi, nhiều lắm luôn nha cả nhà. 3-4 lít rồi. Giờ thì Trinh với Tú cũng như là thất nghiệp đó, là có thời gian để góp củi trong củi. Chạy dài vô tuốt trong kia luôn á cô chú anh chị, vô tuốt trong á, vô đụng nhà ở trong luôn. Đi mà mấy công tắc này mà mỏi giò luôn em. Hai vợ chồng Tú thì chặt cái nhánh bự, nhánh nhỏ thì bỏ chứ quá nhiều rồi. Nhánh nhỏ để giờ nó mục lại chứ xanh. Thằng Vĩnh Thơ anh cảm nó về hả? Ừ, bây giờ thấy nắng quá. Người dân quê mình thì thiệt tình lắm cả nhà, nên là cho Trinh mà cũng không dám kêu nữa, không biết Trinh có muốn lấy không, có lấy không. Thì lúc trước thì cũng thấy là mẹ ở xóm có cho Trinh đó, nên là vẫn nói kêu Trinh lấy, chứ không thôi cũng không dám Trinh lấy. Còn Trinh thì đi ra vườn thì khi mình thấy củi nhóc luôn á, củi người ta để đóng bóng là một luôn cả nhà, mình cũng muốn Trinh nữa. Ta thì nó không muốn cho mình thì nó muốn Trinh. Làm qua làm lại mà củi bỏ qua năm cái tháng một cái chơi. Có củi nhiều Trinh nên Tú đi kiếm gì là chậm nước ngày cho hết đây. Cái này được chứ, tại vì xa quá cô Tú anh chị đang lấy này nha, lấy mấy miếng nhỏ nha. Im lắm không nói chậm lắm. Giờ Tú lấy miếng bị nãy thì nguyên đống đây là cái tấm chủ vườn cũng ra nói là Trinh chặt Trinh lấy những nhánh bự thôi, cái nhánh nhỏ nữa thì sao mà Linh gì hết. Tấm cho bá giờ hai vợ chồng Tú thì chuyển cây bự. Bà ngoại có dắt bé mén theo. Chào cả nhà. Chào bà cô chú. Sáng ngoại tắm cho nội tắm cho bé mén hả? Dạ. Giỏi quá à, lạnh không? Sáng thì anh Tú đi ra ngoài ruộng, ngoài vườn để chặt củi vậy cả nhà. Nay thì sáng Trinh mua được miếng xương với nửa cái giò heo để về hầm. Nay thì Trinh có mua được ba con khô đồ này ngon mẹ, khô đồ này mọc nắng nè.
khô đồ thì trên chân với hầm thì có bí gợ với khoai tây cà gót. Giờ thì Trinh mời cả nhà cùng vào bếp với hai mẹ con Trinh luôn nha. Giờ thì nước sôi ha, Trinh bỏ hai củ hành tím vô, cái Trinh bỏ xương với thịt vô, luộc sơ qua cho nó sạch sẽ với lại nó thơm hơn. Nãy biết anh Tú khoái cái má heo, mua thêm cái cá má heo cho anh Tú nè, lâu lâu đi chợ mới được cái má heo á mẹ. Cái má heo nấu cháo cũng ngon lắm mẹ. Cháo má heo. Lúc ở trên Tây Ninh ăn cháo má heo. Ừ, ăn cháo má heo rồi. Ở Tây Ninh hay cháo má heo. Chứ là bữa nay không có anh Tú nhà, không ai quay cái lo quay phim. Giờ cơm muốn có mùi. Chưa sao. Con nghe tụi mẹ coi chừng cho. Mén là coi chừng. Coi chừng cho hả mẹ? Mén coi chừng là cơm cho cô hai được không? Này thì chim trụng để lấy nước dơ ra. Dạ. Méo mà có cái gì méo không biết đâu. Méo giỏi nhất nhà. Ở vườn thì mọi người thường là không có ăn sáng, ta không có bán đồ ăn sáng cả nhà. Nên là thường là mấy đứa nhỏ đi học hoặc là anh Tú sáng đi làm, đi vườn đi gãy đó là nấu gói mì ăn. Bởi vì Trinh tranh thủ mua đồ ăn về cái mình làm cơm, nhanh nhanh đem ngoài giờ lại chụp không đói bụng rồi đó. Ở vườn thì mở mắt ra là cơm không rồi mẹ. Phải có cơm. Phải như ở chợ. Ăn mì thì có giờ thì đói rồi. Về Trên vớt ra để Trên bắt cái nồi luôn. Cái nồi nước thì Trên bắt nó cũng sôi nè, Trên bỏ hết thịt vô luôn. Đúng rồi. Cái này 1 ký mấy, gần 2 ký á mẹ ơi. Nay hầm nhiều cho mẹ chổng luôn. Với lại anh Tú đi ruộng ăn cũng nhiều nữa. Bỏ chân củ hành thôi nè, mình cho nó thử cái mùi của heo cả nhà. Mẹ thì đang dán nước cốt phụ trên để chân thịt. Ôi chân thịt, chân khô. Đang hầm thịt cái lấy chân thịt. Cái nồi cơm còn chắc chín nữa. Ý. Mình sợ nồi cơm thì khác mà nó không khác ngon quá nè. Chào, hổm cho nó phái cơm cháy hả? Để không không đi ra đây nấu củi cháy. Đó, biết. Đi ra nhà nấu củi lấy cơm cháy. Để không không rồi có cơm cháy không. Mà cơm cháy bữa nay thịt hầm thì không ngon á mẹ. Cơm cháy rồi phải ăn với cá khô quẹt hến này kia mới ngon. Cơm cháy ăn hến hổm đó. Ừ, hến hổm mới ngon. Cái này ngồi luôn rồi. Ngồi ghế để Trinh qua bên kia, Trinh bỏ ngồi bẻ ngồi ghế về đặng bỏ vô thịt. Ăn đi, nãy còn lại mua đó. Giờ Trinh sẽ hái ngồi ghế vô. Giờ cái nồi thịt hầm của Trinh thì nó cũng sôi ha. Trinh vớt lớp bọt ra. Cái này là muối với đường phèn cả nhà, đường phèn với muối với hạt nêm với bột ngọt, Trinh bỏ vô. Gì mẹ? Gì? Mỹ Linh ăn thắng rồi hả? Ngon hơn một ngày à? Nãy thấy cái gì đó bán thấy tội nghiệp quá mua đó. Vì nói trời ơi chợ dòm gì đâu, ngồi giờ này ế quá, trẻ chứ mít bán không hết nữa. Ngồi gì bán ký nhiêu gì đó 10.000. Mà mít thái 10.000 đâu mắc mẹ. Vì nó ngọt lắm, con ăn thử đi. Giờ thì khô thì Trinh cũng rửa sạch ha. Rửa sạch cái Trinh chẻ nó ra, cắt nó ra làm hai. Cái nước cốt dừa đâu mẹ? Đây nè. Mén giỏi quá. Mén cầm cho nổi phải không? Giờ cái nồi nước thì nó cũng gần sôi nè. Để Trinh bỏ nó vô. Trinh rưới nước cốt dừa vô. Mẹ thấy mua khô chứ nước cốt dừa cái mẹ nó cũng lâu rồi chưa ăn. Lâu rồi chưa ăn chừng bữa nay ăn ngon nữa mẹ. Bây giờ thì canh thịt hầm của Trinh cũng mềm ha. Trinh bỏ củ cải đỏ với củ cải đỏ với củ khoai tây với bí vô luôn. Này là một nồi bự luôn đó nha. Tú mà làm mệt là phải lấy cho thiệt là nhiều để ăn không đủ. Rồi sẵn Trinh cũng nấu cho mẹ trong nhà luôn.
mẹ mấy đứa nhỏ nó nên nấu nồi bự, mua 1,5 kg thịt á, 1,5 kg xương. Nồi cơm bữa nay ngon quá mà không biết cơm cháy làm sao này mẹ. Mấy cơm cháy á coi. Mấy ăn cơm cháy à, mấy biết ăn không? Ừ, cơm cháy ngon mẹ. Cháy giờ ngon rồi, tới trưa phụ nấu. À, tới cha đưa đây Hùng đi học về chắc nó mềm quá mẹ. Sợ mềm á. Giờ để hồi mẹ, mẹ nhà mẹ ăn đi, bữa nào nấu khác cho cha. Khô nó mềm này là nó chín này nè. Mềm rồi mẹ. Bỏ hành vô luôn nè. Giờ thì cái nồi canh của Trinh cũng sôi bừng rồi nè ha. Trinh sẽ bỏ hành vô, chín nó đây. Bỏ hành cái Trinh múc ra cái nồi, Trinh bỏ tiêu rồi vô. Cái này dở đi thì Trinh sẽ bỏ vô cái hũ. Bỏ vô hũ để đường xa chạy xe đi nó không có bị đổ. Cô chân ngon lắm cả nhà. Cô chân bay mùi nó cốt. Ừ, nó cốt thơm. Đây thì Trinh múc đi ra để cho anh Tú. Còn ở nhà thì hồi mẹ với cả nhà ăn sao. Hồi mẹ ăn đi ra múc này nè. Đợi thử những xây rồi về mới ăn cơm luôn. Mẹ múc nhiều quá mẹ. Nhiều quá, nhiều quá. Nhiều quá. Hai vợ chồng mà ăn như là nhiều lắm. Bỏ mấy cái xương giò này lại nên Tú được khoái máu lắm nên là múc máu đi. Múc máu với cục xương thôi. Ngồi cái mén mẹ có nó có ra ngút cho nó ăn nha. Nãy mẹ về có theo mẹ đẩy nè. Cái cái bọc lên miếng mít. Mít mít cho Tú. Mẹ ăn đi miếng ngọt. Thôi ăn rồi. Có đây nè, có bọc. Được rồi đó. Nó không dính ra ra. Dính thì dính vậy đó. Này là cái hũ của mẹ rồi dính đây nè. Để dính chưa đó, nó chưa. Mẹ nó chừa lấy miếng nha. Thôi, lấy nhiều quá. Chừa chi? Hả? Chừa chi? Nhiều quá không? Chừa lên mẹ ăn. Ăn có một chút vậy. Thôi đem đi hết đi. Anh Tú ơi. Ừ, nghe tiếng anh Tú rồi cả nhà. Nãy giờ chân ghéo muốn chết không nghe, giờ nghe. Chú chào cả nhà. Đây thì anh Tú đang gấp. Em dọn cơm, ấy cơm rồi nè anh. Nè, nè anh xách đi. Em nước mà em. Nặng quá. Em đem nước luôn. Sáng giờ Tú anh đi đem nước với cô chú anh chị cá nước quá. Rồi em xách ra tới đây muốn hả hồng luôn. Xa. Con mẹ có gửi cho anh miếng mít nữa, em mua, em tính mua miếng mít đó cho mẹ đó. Mẹ nói anh Tú nó cực khổ rồi đem cho nó ăn chứ. Dạ. Rồi miếng mít ngon ngon quá vậy. Cái phích trà đường anh, lấy phích trà đường uống đi. Khát nước quá trời luôn. Nay là món đặc biệt cho anh ăn á. Nay là đặc biệt là hôm nay em sẽ làm món đặc biệt cho anh ăn. Bồi dưỡng. Coi như là bồi dưỡng cho anh Tú luôn cả nhà. Cả nhà uống nước nha. Anh Tú thì sáng giờ gốc cũng gần nửa clip rồi anh ha. Cái này 4 clip mà Trinh với anh Tú thì là đi làm về bữa nào sớm sớm thì Trinh với anh Tú lại gốc. Thành ra còn khoảng 2 clip nữa là đã xong rồi. Còn 2 clip nữa. Trinh với anh Tú sẽ cố gắng gốc từ đây tới chiều cho xong luôn. Bây giờ thì Trinh cũng mời cả nhà dùng bữa với hai chồng chú Trinh luôn. Trời ơi, nắng mà uống nước trà đường vô đã luôn chú chị ơi. Ở vườn nên mình không ăn sáng á cả nhà. Giờ này nắng lên cái đói bụng rồi. Trinh mời cả nhà cùng dùng bữa với hai chồng chú Trinh. Cái này chắc mình đem ra bờ kinh ăn cho nó mát lên. Ừ, kiếm chỗ mát đây, đây nắng quá trời luôn. Đây giờ là nắng rồi cả nhà. Giờ hai chồng chú Trinh sẽ đi ra ngoài bờ kinh gió mát mát. Ra bờ kinh ngồi ăn cho nó mát. Kiếm chỗ ngồi ăn của chú chị ơi. Anh Tú làm mình lên, nay làm mình lên xới sao mệt không? Mệt thì cũng không mệt gì, không muốn cô chú anh chị. Có vợ thì... đem đồ ăn gì là thấy khỏe liền à. Đối là thấy có đồ ăn khỏe hả? Đối với anh với em là đặc biệt chứ người ta là bình thường anh. Tại vì Trinh với anh Tú thường đi làm ở cả nhà. Nên là bữa ăn của hai chồng cũng nói chung là cũng vội vã lắm, ăn cái gì nó đơn giản lắm. Rồi, giống như là trứng chiên, trứng kho gì đó hay là tép có sẵn anh Tú đặt 12 cái ngục đó, cái chinh gan hay gì đó là ăn xong rồi. Wow. Nên ít khi nào luôn, chú chị ơi. Ít khi nào Trinh với anh Tú ăn thịt thầm lắm cả nhà. Giờ Trinh mời cả nhà cùng mời dùng bữa với hai chồng Tú Trinh luôn nha. Chú mời cả nhà ăn cơm. Đũa nè. Thôi để đũa rồi ép thịt đi, không muốn rồi. Lớn này, chiếc này ba đôi. Muốn có ba chiếc à? Ba chiếc. À nó ba đôi. Nay gặp vợ anh đậu rồi.
đi ruộng còn có 3 chiếc đũa rồi cả nhà. Em Trang miếng nè, ăn được không? Ngon. Ngon mà nó tinh luôn cả nhà. Xin mời cả nhà luôn nha. Nãy em quên gì đó, em quên đem nước mắm cho anh. Nước mắm cũng vừa ăn rồi. Nước mắm chấm với ớt nữa mới ngon ha. Má heo anh. Má heo thật không? Em thấy anh phải ăn má heo. Làm cục bự luôn. Thiếu ớt anh ha. Khô chân, nay em mạo với dừa em chân khô nè. Đói bụng không? Ở dừa không ăn sáng nên là đói bụng lắm. Sáng ăn cũng có mì vậy cả nhà. Xin mời cả nhà ăn khô chân luôn nha. Quen làm gì hai chậm phải làm ơn mệt ha. Mẹ ơi chết rồi, xuống đói bụng dữ rồi. Mắm nè, mắm này ngon nè. Ăn đi. Cái đen đen này là tiêu đó, nãy em tưởng nó rác đó. Quên, tiêu nãy em để tiêu. Hầm thịt mềm luôn rồi. Hầm hầm tới luôn, nó ngon. Củi á. Hầm củi nên thịt nó mềm luôn cả nhà. Cái này gió mát không cả nhà. Ăn ăn trên giường gió nó hơi bị bít á, ra đây thì gió mát hơn. Bữa nay đồ ăn ngon chắc Tú làm việc nhiều miếng nữa cô chú anh chị. Ăn đồ ăn ngon cho anh Tú làm nguyên ngày nay, anh Tú với Trinh quyết định là phải làm sao cho nó xong. Giờ làm nó tối cũng được anh. Đặng cho người ta vừa dọn cái giường cho sạch sẽ cả nhà. Chứ để Trinh với anh Tú thì đi làm cũng ít nghỉ lắm. Làm ngày nghỉ ngày. Làm ngày nghỉ ngày, nhưng mà Trinh với anh Tú thì mất quay clip nữa. Nên là mình tranh thủ, bởi vì Trinh mới cả nhà thông cảm cho Trinh là Trinh đi kiếm củi thì Trinh cũng quay cho cả nhà, đó là cuộc sống hàng ngày của hai chồng Tú Trinh. Trinh cũng rất mong cả nhà sẽ yêu thương và đón nhận cái tình cảm mà Trinh dành cho cả nhà. Như là Trinh muốn chia sẻ cách sống đơn giản của người miền Tây của mình ở vườn đó cả nhà. Nên là Trinh làm gì thì Trinh sẽ quay cho cả nhà xem cái đó. Trinh mong cả nhà thông cảm và yêu thương gia đình Tú Trinh luôn nha. Cô Trinh này ngon không? Ngon không? Ngon. Trinh cốc dừa không? Tú mày béo béo à? Trinh đang nói chuyện Tú hết chén này. Hai vợ chồng Tú Trinh thì rất là vui. Vui vì được cả nhà yêu thương. Vui vì được mọi người lúc nào cũng thương mến. Rồi đầu tiên là cô ở xóm cho Trinh củi, giờ lại thêm Mẫn xin củi để cho Trinh nữa. Trinh rất cảm ơn. Nhân dịp nhân cái clip mà Trinh đăng bây giờ thì Trinh sẽ nhân dịp này thì Trinh sẽ nói lời cảm ơn. Trinh cảm ơn rất nhiều đến gia đình của Mẫn cũng như là gia đình của anh Trơn. Anh Trơn thì Trinh kêu bằng anh, nhưng mà Mẫn thì lại về làm chung công ty, với lại hai đứa bằng tuổi nên là Trinh với Mẫn hay là gọi tên. Nên là hai chồng Tú Trinh cảm ơn rất nhiều. Gửi lời chúc đến gia đình của anh Trơn với chị Mẫn lúc nào sức khỏe cũng dồi dào và luôn bình an trong cuộc sống, làm việc gì thì cũng đạt được như ý muốn. Anh Tú có lời gì chúc đến gia đình? Nhân đây thì Tú cũng xin cảm ơn cô chú anh chị ở gần ở xa để yêu thương gia đình của Tú. Tú cũng cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều để yêu thương gia đình nhỏ của Tú Trinh nha. Trinh cảm ơn cả nhà cũng như cô chú gần xa đã yêu mến gia đình Tú Trinh. Nhân đây thì Trinh cũng mến chúc cả nhà mình lúc nào cũng luôn vui vẻ và luôn bình an trong cuộc sống. Hồi nãy thì Trinh có nói với mẹ rồi cả nhà, hai chồng Trinh ăn hết đâu mà mẹ sợ chứ anh Tú làm mệt ăn nhiều, mẹ múc quá trời một tô canh. Mẹ múc cái hố đó là hả gần một nồi canh luôn anh. Này múc cỡ ba người ăn. Ba bốn người ăn hết luôn cả nhà. Mẹ múc nhiều quá. Đúng rồi, cả nhà ăn mít luôn. Còn mít đó là em mua định cho mẹ ăn rồi, mẹ kêu để cho anh ăn mít ngon lắm, ngọt lắm. Giống vừa mẹ ăn đi. Mẹ ăn rồi mẹ kêu em đem theo cho anh á. Nhiều quá. Ngon không? Ngon, ngọt. Thơm.
mẹ thấy ngon mẹ mới kêu đem cho anh Trần Tú ăn chứ. Hôm nay bồi bổ anh quá, hôm nay chắc làm hết mình luôn cô chú anh chị. Làm ơi, hết sức luôn á. Hết mình thì chắc chắn là phải hết mình rồi. Một gia đình mà phải hết mình chứ. Nhưng mà chắc hết sức luôn. Bây giờ thì tranh thủ anh Tú nghỉ trưa nè, Trinh sẽ bẻ mấy trái bần cho bé Thượng với bé Thư về chấm muối. Nó là con thích ăn trái bần đó mẹ. Mà bữa tối đó, nên là Trinh dắt Thượng với Thư ra mà không có bẻ được. Giờ Trinh sẽ đi bẻ trái bần. Giờ Tú nạp đủ năng lượng rồi cô chú anh chị. Giờ Tú sẽ làm tiếp công việc của Tú. Cái chai này hơi nhỏ rồi cả nhà ơi. Chai hơi nhỏ. Rồi. Rồi đó rồi. Để Trinh lụm. Đây là trái bần đây. Này cả nhà. Tin trái bần này là ăn chua chua ngọt ngọt, nó chưa có chín. Vậy nào nó chín thì nó ăn ngon hơn. Chín á dầm với cá hoặc nấu ăn chua rất là ngon luôn nha cả nhà. Hình như là ai ở miền Tây sông nước thì đều biết trái bần. Ở chỗ Trinh thì hiện tại là người ta sẽ trồng ổi nhiều lắm cả nhà. Đi đâu cũng gặp ổi với nhãn. Nhãn với ổi. Cái kênh này của Trinh là kênh giữa. Kênh giữa là chạy ra được sông lớn luôn cả nhà. Bên đây thì vườn nhãn luôn nè. Trời hôm nay trong thanh gió mát luôn. Cảnh ở chỗ Trinh thì rất là yên bình luôn. Ở đây thì thường là người ta sẽ trồng nhãn. Nhãn với ổi. Ổi thì bán cũng được giá cả nhà. Cả năm nay ổi được giá. Nên là ổi với nhãn nhiều lắm. Bên đây thì nguyên một vườn ổi luôn. Trình với anh Tú thì ra bờ kênh này ăn cho gió mát. Cái kênh này chạy ra luôn ra ngoài sông lớn đó cả nhà. Ra sông cái sông trước cửa nhà Trinh nữa. Ra sông đó rồi mới ra được cái sông lớn nữa. Giờ thì anh Tú cũng đã nghỉ trưa xong. Trinh cũng mời cả nhà cùng theo dõi video để cùng đồng hành với hai chồng Tú Trinh đi chặt củi luôn. Cù nèo này Trinh bữa hổm Trinh bẻ về Trinh làm dưa chua luôn á. Nhiều dữ lắm luôn nè. Mình bẻ cách qua ngày sau là ở đậu lên cái mới nè. Mấy cái này là mấy cái non không nữa nha. Đây nè. Ồ, Trinh gỡ vô một cái mềm luôn. Mỗi lần là Trinh với anh Tú mà đi ngang đây nè cả nhà là tiếc cái đống củi này hoài luôn á. Cái đống củi á, đống củi nhãn cả nhà rất là chắc luôn. Nhưng mà không ai chụm á. Trinh nghĩ là chắc người ta cũng không biết cho ai nên để là một uổng á. Nhiều lắm luôn á cả nhà. Trinh dở cho cả nhà xem. Mà bây giờ thì nó đã mục hết rồi. Uổng quá trời luôn. Mục hết. Cái này mà chụm được chụm một cái chắc nó than dữ lắm luôn rồi. Nhưng mà nó mục rồi. Nguyên một đống này nhiều lắm. Trinh chặt ra cỡ ba ống thức củi luôn. Giờ thì anh Tú cũng nghỉ trưa xong. Trinh với anh Tú sẽ đi làm tiếp công việc. Giờ thì nó hơi dai á. Cô nó dai á. Cô nó dai á. Cái này Trinh với Tú em hết chứ phải lấy hết lấy mấy củi nhỏ này đó nè. Mấy củi nhỏ này chậm cũng đã lắm. Còn cây nữa. Gán cây nữa. Gán cây nữa. Gán cây nữa. Vô trong mát nữa mệt luôn. Ồ, được chút xíu gió nè. Một chút có gió lại anh. Nãy dưới nước thì kéo lên nó hôi nhưng mà nước thì nó dễ chặt hơn đó nha. Cây nó dễ chặt hơn. Trên bờ thì vậy chặt cái nó hơi tưng tưng. Đánh gì được, đi uống mía vậy đó nha. Mệt em ơi. Rồi, đi không à, không đi mệt này.
mới mệt để tuốt vô hoài. làm hoài không mệt, nhưng mà nghỉ mệt hồi cái làm biến. Nhưng mà cả nhà uống nước luôn nha. Mình thấy em đem nguyên chai luôn thấy không? Chai nước. Thấy còn nửa chai à, còn chút à. Trời nắng rồi mình uống nước dữ lắm. Hết nước lấy cái chai đó. Đi vô nhà của anh Trơn xin. Xin nước lọc á anh. Mương này quá trời cá luôn. Hết hồn. Mương này mà chịu tám cái cá dữ lắm luôn. Ha. Cá nhiều. Lên cái cá chạy bay bay luôn. Cái nam á. Mà chắc cá phi quá anh ơi. Phi không à? Mương này phi không? Cá phi á. Ồ, bần chuối ngã bự ghê luôn. Ừ, nha. Ừ. Chuối này nó mới vừa đổ dốc rồi, chứ chưa có được già. Nếu người ta mua thì người ta đốn được. Này gãy luôn nè, nó nặng quá. Nó nặng quá đó, ừ. Đâu có chục nải luôn anh. Chục nải á. Chục nải quá nha. Trời nải chuối. Sai lắm. 2, 4, 6, 8, 9 nải. 9 nải là bỏ 2 nải chốt luôn cả nhà. Người ta ở vườn á, ta đốn chuối là người ta bỏ cái nải chốt dưới đi, thì nải kế bên nữa. Còn cái chuối nào mà không đủ là bỏ cái nữa. Thành ra cái này là được có 8 9 nải rồi. Chứ ở chợ thì mình lấy 10 nải, chứ ở đây ở vườn người ta mua người ta lại lấy 8 nải à. Không, no lắm rồi. Tưởng đâu đó bụng ăn cơm nữa. Cơm nãy mẹ dở nhiều quá cả nhà nên là còn như nhóc luôn kìa. Cơm canh gì cũng còn chứ mẹ sợ anh Tú đói. Gió rồi đó, gió rồi đó anh. Gió. Ông trời nghe em là nóng thật quá, ông trời thương sao gió à, gió à. Nhưng mà clip mới rồi cả nhà. Nãy giờ anh Tú kéo, kéo đẩy. Tú đẩy cũ. Chanh bông trắng, chanh theo cha hồi xưa á, chanh 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 giấy á, còn chanh trái bự kia là chanh hồ hộ bông tím. Đây thì ông Tú đang đậy củi. Nó hơi khó đi như cả nhà. Xe củi này là chanh ông Tú chậm biết bao nhiêu. Hơi cọc cành. Cái này phải có hai người mới được anh ơi. Dướng vô cái ê dướng vô cái ghế. Anh Tú dướng vô cái ghế này, anh Tú cứ đẩy hoài sao không đi ta. Chinh nó thì gốc, anh Tú thì đẩy lần lần. Cái này phải có hai vợ chồng á, đẩy thì nó khỏe hơn. Mà giờ Chinh cố gắng gốc cho xong để mới phụ anh Tú được. Cái này buồn chuối này ngon quá nè cả nhà. Anh Tú đẩy ra ngoài lộ. Chinh thì gốc nó gọi clip này nè. Giờ Chinh với anh Tú được 2 clip rồi đó. Còn 2 clip nữa, 2 clip dưới bên trong. Bên trong gần nhà, gần nhà của anh Trơn nữa là xong á. Này thì xe gùa là anh Tú mượn của anh Trơn luôn. Đây thì nhà, nhà của đằng anh Trơn có mít thái này cả nhà. Mít thái là trồng bây giờ là phải bọc vậy đó cả nhà. Nếu mà mình không bao bọc á là sẽ bị ong nó đút. Tú đẩy qua cây cầu. Qua cây cầu này là qua cái lộ lớn này cả nhà. Tú đẩy đẩy chưa được một phần nữa đó cả nhà. Nhưng mà nó đã bao nhiêu rồi nè. Cái này mà đẩy nhiều chắc là hai chồng trên nhiều lắm. Cái này mà đẩy hết chắc nhiều củi lắm anh ha. Còn nhóc luôn. Nhiều lắm luôn đó. Cái này là trên Vinh Tú đẩy chưa được nửa clip nha anh. Anh chưa đẩy được nửa clip nha anh ha. Nếu mà đẩy hết 4 clip là nhiều lắm cô chú anh chị. Giờ thì anh Tú sẽ chắc ở đây xong rồi à. Anh Tú sẽ định mượn mượn cái xe kéo hồi xưa đó cả nhà. Của nhà của cái anh mà cho củi đó, có xe. Nên là họ Tú mượn để anh Tú đẩy. Anh Quang miếng bánh anh ơi. Nãy Mẫn đi đám giỗ á. Đi đám giỗ về có cho em miếng bánh nữa nè. Tội nghiệp lắm cả nhà. Đem bánh ra, đem vô Trinh với anh Tú năm cái bánh cho ăn hai cái, Trinh trường Tú là ba cái. Đem xúc nước nữa nè. Anh giỡn cái nước gì anh? Mẫn này ở chu đáo ghê. Cà phê sữa. Cho cả nhà uống cà phê sữa luôn nha. Cho hai vợ chồng Trinh hỏi xin giùm cho hai vợ chồng Trinh củi là Trinh đã mang ơn rồi. Bây giờ còn hả đem bánh đám giỗ đi, đám giỗ về đem bánh ra rồi đem nước ra. Nhưng mà Mẫn thì ngại với ống kính nên là không quay. Mắc cỡ cả nhà ơi. Cái đó bánh bánh như là của chị Bạch, đám nhà chị Bạch nó gối nhà anh. Cái đó bánh chắc bánh nước dừa, bánh nhân dừa quá hả? Em cắn thử coi biết cái nhân gì. Cái này là bánh bánh ít miền Tây cả nhà.
ngon lắm đúng không chị? Ngon. Ngon. Bánh ít ở miền Tây thì hay gói xào dừa cả nha, dừa gám vỏ đó, cái xào. Nay được có lọc nha, ăn quá trời. Giờ thì anh ngồi nghỉ mệt đi, em đi gốc thêm mới nữa anh. Trời thì cũng đã tối rồi, giờ Trinh ngưng gốc lại để Trinh phụ anh Tú đẩy bó xong rồi đẩy lại cho anh Tú, chứ để mình anh Tú làm không hết cả nhà. Ở đây thì Trinh có hỏi cái đường bên kia rồi, nên là giờ Trinh sẽ quăng cái này qua bên đây, qua cái mương bên đây cho dễ đẩy. Cái mương bên ổi thì mình dễ đẩy hơn. Trinh với anh Tú lội ra cho hết luôn cả nhà, còn 7-8 bó nữa. Này Trinh bên mương bên kia Trinh phóng qua bên đây nè, dục nó qua bên đây. Giờ thì anh Tú sẽ kéo xe đẩy ra ngoài. Cái này thì bó cuối cùng mà nghe nha. Cái này hơi khó đi nên là đuối lắm, mà anh Tú đuối lắm mà nghe nè. Nên là mình không đẩy xe gùa được, phải gác, gác từng bó. Tại vì đi đẩy xe gùa thì anh Tú sợ vô vườn ổi á, chúng ổi người ta sẽ bị hư, nên là anh Tú gác xe, gác luôn. Gác ra tới ngoài này mới lòi xe gùa ra ngoài. Giờ thì Trinh với anh Tú sắp xong rồi, ra tới lỗ xe là khỏe rồi cả nhà. Ra tới lỗ xe thì Trinh có mượn cái xe đẩy á, xe đẩy bự á, là nó khỏe rồi. Cái này thì hơi cực chút, tại vì cái đường nó khó đi á. Xong rồi đó. Giờ thì Trinh với anh Tú sẽ kéo ra ngoài lộ cái nữa xong rồi. Thì có mượn chiếc xe của anh cho củi, anh cho mượn chiếc xe kéo. Xe kéo này thì mình kéo cho nó dễ nè cả nhà. Xe kéo này hồi xưa mới có chứ bây giờ thì chắc không ai kéo đâu, nên là anh Tú mượn cái xe kéo. Giờ thì củi Trinh với anh Tú thì cũng đã lòi ra ngoài lộ lớn cái này rồi đó nha. Lộ lớn của Trinh thì bây giờ lặng hâm luôn rồi. Anh Trung có cho Trinh mượn chiếc xe kéo để Trinh kéo củi về. Nhân đây thì Trinh cũng xin cảm ơn anh Trung đã cho gia đình em củi, em rất là mừng. Tuy là lấy cái cực thiệt nhưng mà Trinh với anh Tú không có bỏ tiền ra, mình chỉ bỏ công ra để rồi chặt củi, mình có củi chùm đó cả nhà, nên là Trinh rất là vui. Cái này là niềm vui rất lớn đối với gia đình Tú Trinh. Đây thì Trinh thay mặt gia đình cảm ơn anh Trung, cảm ơn chị Mẫn, cảm ơn anh Trơn đã yêu thương gia đình và cho Trinh được củi. Trinh cảm ơn rất nhiều. Ở đây thì anh Tú Trinh cũng cảm ơn cả nhà đã luôn thương yêu gia đình Tú Trinh. Cảm ơn cô chú anh chị gần xa đã luôn thương mến và xem video ủng hộ cho gia đình. Trinh mến chúc cả nhà luôn vui vẻ và luôn bình an trong cuộc sống. Trinh hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo nha. Tôi xin chào cả nhà.